Ở đây mình được đi ra tắm ở phía này nhưng mà cũng cạn cạn lại lại à, mọi người không có sâu ha. Cây thông á, kiểu vậy á mà không biết là cái gì mà nó nhiều lắm đó mọi người thấy không, làm cho nước biển nó dơ mình. Uống nhiều không? Không, dễ uống, uống ngon. Uống nhiều xỉn là quậy á. Hello, chào buổi sáng mọi người. Bây giờ là sáng sớm của ngày sau nữa rồi. Diễm đi xuống biển. Sáng sớm có tinh thần đi xuống biển, đi dạo một vòng biển cho mọi người xem nha. Không biết sao á, Diễm đi vào cái mùa này á, chắc có lẽ là cái mùa biển động hay là mùa cái thời tiết nó hơi lạnh á mọi người. Gió dữ lắm. Ra đây là không có chải chuốt gì được hết á. Mọi người thông cảm nha. Gió dữ lắm, đầu tóc nó rối bời luôn. Được cái ở đây cát rất là trắng, rất là mịn luôn á. Đã lắm. Người ta tới đây người ta cũng chơi chứ ít có ai tắm biển ha. Không có nhiều người tắm biển. Đây là biển ở phía sau cái khu resort gì mở nè. Được cái là biển cát trắng ha. Rất là trắng, rất là mịn luôn á. Mà không biết sao ở phía trong này nó có nhiều rong tảo á. Nó làm đen cái bờ biển của mình nè. Giống như cái eo cái này á. Nó trôi dạt vô đây xong rồi nó làm cho cái bãi nó hơi xấu ha, mà nước ở ngoài thì trong dữ lắm. Giống như cái dăm cây vậy anh hả? Dạ, lớp cây thông á. Kiểu vậy á mà không biết là cái gì mà nó nhiều lắm. Đó mọi người thấy không, làm cho nước biển nó dơ, mình cảm giác nó dơ nha nhưng mà không có, nó trong dữ lắm. Nước thì mát. Ở xa thì nước rất là xanh ha, rất là trong nhưng mà ở trong này thì nước vẫn trong nhưng mà nó có đều hơi lợt màu tí ha. Mấy nay trời cứ ui có muốn mây mưa không mà không có nhiều nắng. Tại cái mùa này không phải là mùa hè mọi người cho nên âm u tí ha. Giờ đi xuống biển thử cho mọi người xem cái nước biển nha. Nè, cái nước biển rất là trong nha, thấy cái chân của Diễm ở dưới luôn, nó thấy được cái những cái ở dưới đáy luôn á mọi người. Nhưng mà ở trong này là nó hơi nhạt, cái nước hơi nhạt ha, ở ngoài xa thì nó rất là xanh luôn á. Nhưng mà Diễm đi dọc bờ biển ở đây rồi. Ở đây mình được đi ra tắm ở phía này nhưng mà cũng cạn cạn lại lại à mọi người, không có sâu ha. Rồi cái ở phía ngoài này á là họ chặn mấy cái lưới rồi, họ không có cho ra xa. Nước biển không hề đen, rất là trong luôn. Nhưng mà do là mấy cái tảo biển này nè làm cho mình nhìn thấy nó đen thui thù lùi ha. Đó. Mọi người thấy không? Mấy cái tảo nè. Đó. Làm cho nó mình nhìn xuống mình thấy nó đen. Nhưng mà thực chất nó rất là trong, nước rất là trong. Thì cái chỗ nào không có tảo thì người ta tắm thôi, mọi người thấy không? Ngoài này có vẻ hơi sâu hơn tí ha, để tắm mà thấy người ta tắm. Đó, tới đây là sâu rồi nè, đây có thể tắm ha. Nè. Ướt cái áo Diễm mình nè. Sâu rồi đó. Bắt đầu chỗ này là sâu nè. Ok. Đây, ở biển phía sau của khu resort nè, nhìn lên là
cái khu của Diễm ở. Mình ở bên hướng nào anh? Hướng này hay hướng này? Bên đây. Bên đây hả? Chỉ mở bên cái tòa bên đây mọi người. Này là hai tòa nhà khác nhau ha, nhưng mà nó cùng chung một cái sảnh ở chính giữa. Rồi đây là cái hồ bơi. Hồ bơi ở phía dưới mọi người, hồ bơi chính. Nhưng mà thường vẫn thấy người ta hay lên trên cái trên lầu kia, nó có vẻ riêng tư hơn. Mình vô đây ngồi cho khỏe, uống gì thì kêu người ta làm ha. Order nước uống. Cái quầy bar này mình order xong mình xuống xuống hồ bơi mình chơi cũng được đó mọi người. Bây giờ là ngồi vừa uống nước vừa tránh mưa mọi người. À, bên hông cái bên mé cái hồ bơi á. À, đi chơi đúng mùa đúng ngày ghê, trời mưa miết à. Trời rất là âm u luôn á, đang mưa nè. Bữa trưa hôm nay có được hải sản rất là nhiều mọi người. Càng cua nè, rồi tôm nè. Rất là ngon nha. Sorry about that. Oh no, that's fine. Yeah. Hello. Can I have one? Yes. À, bây giờ chỉ là xuống ăn trưa thôi mọi người, định ngủ luôn rồi không xuống nhưng mà cũng đói ha cho nên xuống. À, mình có thể gọi món lên trên lầu trên phòng mình ăn nha, nhưng mà tại thích xuống đây để thấy không khí ăn uống cho nó vui á. Này có cá sai mình, cái cục sai mình rất là bự luôn, Diễm thích ăn sai mình, cá hồi mọi người. Nó béo nó ngon gì đâu á. Cái này là càng cua nè mọi người. Không biết càng cua hay càng cấm nha, mà rất là to luôn á. Mà họ đập sẵn ra cho mình rồi. Ở đây họ không có để cái đồ kẹp cho mình kẹp. Nhưng mà mình ăn mình cảm thấy nó rất là tươi nha. Ngon. Ở đây là dành cho những ai thích đi vacation mà kiểu nghỉ dưỡng á, thì rất là thích hợp. Ở đây mình chỉ có ăn và chơi rồi nghỉ ngơi thôi, không có nhiều hoạt động gọi là mạnh á. Mình tới đây chủ yếu là để nghỉ dưỡng thôi, cho nên ha, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ là tới giờ là sẽ có người phục vụ ăn uống cho mình, rồi tới giờ là mình nghỉ ngơi, tới giờ là mình đi dạo, tới ăn trưa ăn chiều ăn tối hoặc là uống rượu. Có những cái quầy bar mình muốn là họ sẽ phục vụ nước cho mình thôi, mình chỉ cần cho họ tiền tiếp thôi là ok rồi. Lâu lâu mình cũng cần có một cái dịp để nghỉ ngơi như vậy ha. Rồi dĩa của chồng Diễm nè mọi người. Bên là cơm cua rồi bò rồi tôm rồi bắp rồi xà lách nữa. Quá trời quá đất luôn. Dĩa thứ hai á. Dĩa thứ hai rồi đó. Quá ghê. How you feel? Yeah. Ủa cơm đâu vậy? Nó có để ba cái nồi nóng bên kia ở trên đó, đó cho ông với vợ. Ok. Ở đây là cái hồ bơi trên sân thượng nè mọi người. Nhưng mà ở trên đây gió dữ lắm, chắc là không có tắm, không có bơi được trên này đâu. Thiên thượng với nhà hàng dưới đó. Cái này là cái kè hồ bơi bên kia kìa. Đó, cái hồ bơi đó.
À, cái hồ bơi bên đó, cái tầng ở dưới nữa là có cái hồ bơi nữa. Còn ở dưới cùng đó là hồ bơi mà bình thường Diễm hay đi á. Người thấy không? Thì trên đây là lầu cao nhất. Này. Mình đi xuống cái hồ bơi ở dưới ha. Ừ, đi xuống hồ bơi đó đi. Ở trên, hồ bơi ở trên thì có vẻ hơi vắng. Ừ. Rồi xuống hồ bơi ở dưới kia, rồi sau đó đi ra biển. Ok. Quay sơ một vòng hồ bơi đây cho mọi người xem nha. Ở trên đây gió nhiều quá. Chỉ quay sơ thôi nha. Lên á, mình lên đây mình có thể uống cà phê ở trong khu vực này. Thì thường ở trong khu vực này là vào buổi tối á, sẽ rất là đẹp, gió lồng lộng luôn á, lạnh lắm luôn. Thường những cặp đôi hay thích lên đây ha. Wow, nhìn xuống đẹp quá chừng luôn nè. Đó, mình ở đây là hai bên là biển rồi. Đó. Đó, mé kia là biển. Mé kia là mé biển à. Mà biển là hồi nãy là Diễm đi dọc cái bờ biển bên kia. Xong rồi còn này là biển ở dưới. Ở dưới là để cho người ta tắm. Cái eo mình đi ra, mình đi ra. À, nhìn xuống. Đường này là biển, còn hai bên là biển. Đẹp quá trời đẹp luôn. Wow. Mà ở trên đây lạnh lắm luôn. Đẹp quá ha. Mấy nay tìm nắng, chưa có nắng để cho nó ấm mà nó không có nóng. Còn là mấy cặp tình nhân ở lên đây thôi mọi người. Đây là một cái hồ bơi khác mọi người. Đi ra đây. Vui quá vậy. Diễm đứng tuốt ở trên sân thượng bên kia, xong rồi giờ xuống cái sân thượng của cái tòa nhà bên đây khác ha, nhưng mà có cái hồ bơi bên đây. Ở đây cũng có cái quầy bar, mình có thể uống rượu ở đây ha, tắm hồ bơi bên đây. Mình muốn ăn cái gì cũng được ở đây ha, uống rượu này nọ nè, có quầy bar ở đây đó. Đi một vòng cho mọi người xem nha. Thank you. Uống nhiều không? Không, dễ uống. Uống ngon. Uống nhiều xỉn á, xỉn là quậy á. Ở đây là mình chơi tự do, chụp hình đồ các kiểu ha. À. Hồ bơi trên đây thì có vẻ riêng tư hơn so với cái hồ bơi ở phía dưới. Chỗ ngồi thưởng thức cái ly Marita này. Rồi sẽ đi dạo một vòng chỗ khác nha mọi người. Đi tới đâu thì mình uống tới đó, ăn tới đó. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi.
tại vì lên phòng ngủ thì lên đây ngủ cũng được, mà hơi điều có điều hơi gió ha. Vừa dám xuống nước hả? Ok. Đó, lại gì mở tuốt ở trên đó. Giờ đi xuống đây. Thử nước coi. Không có lạnh mấy. Mát hả? Mát. Ok. Qua bên đây. Ở đây là cái hồ vô cực mọi người, ở trên cao ha, cái hồ trên cao. Đó, mình có thể chụp hình sống ảo ở đây ha, check in được. Xuống tắm nha mọi người. Trời nước đã nha. Không. Hết rồi đó, nè tới đây hết rồi nè. Tới đây thôi. Bơi vô cực nha. Đứng đây bơi nhìn thấy biển ở ngoài luôn kìa. Đây. Lạnh quá, bây giờ đi lên. Chị mới tắm hồ bơi thôi. Chắc ngày mai sẽ tắm biển á. Cứ hẹn đi tắm biển hoài mà không có giờ thì tắm biển mọi người. Bây giờ cái khu resort lên đèn mọi người thấy đẹp không? Rất là lung linh luôn ha. Không biết trong hình sao nhưng mà ở ngoài á chị mới quay thấy rất là đẹp nha. Đây là nhìn xuống nè. Quay một vòng cho mọi người xem nha. Ở đâu cũng thấy cây dừa hết trơn. Bây giờ là giờ ăn tối mọi người lại ăn. Cũng vô cái nhà hàng Rio ha. Cũng nằm chung quanh cái hồ bơi á. Cái này là bánh mì mọi người. Họ cho mình ăn giống như là khẩu khai khai vị vậy đó, rồi chấm với bơ mà rất là ngon nha, nhìn tưởng không ngán nhưng mà rất là ngon. Còn cái món này là tuna xà xi mì, giống như kiểu cá tuna xông khói vậy nè. Có một chút xà lách, có một chút bưởi, một chút quýt. Quýt hay cam vậy đó mọi người. Rồi ở dưới đây là cái sốt bơ ha. Họ chét vào một vườn để mình chấm với bơ vậy thôi á. Nếu mà mình thích mình có thể rắc chút muối ha. Ở đây là muối nè. Muối tiêu rồi muối hột. Đó. Giờ mình tối. Sáng, trưa, chiều, tối vậy đó. Muốn ăn giờ nào cũng được chứ. Buổi sáng cũng ngon mà buổi trưa thấy cũng ngon mà vô nhà hàng nè buổi tối cũng ngon. Ừ. Ngon quá. Cái nhà hàng này nó khác với cái nhà hàng mà mình ăn trưa mọi người. Ăn sáng ăn trưa là cái nhà hàng khác ha. Ừ. Mới đem ra cho chồng những món cá rồi. Cá sea bass ha. Nó gần giống như salmon vậy đó, giống như cá hồi vậy nhưng mà không phải, ăn nó dai hơn. Còn này là món của Diễm. Beef steak với khoai tây chiên và khoai tây nghiền. Đã không? Này khoai tây chiên. Khoai tây hơi mặn nha. Đang muốn nhiều quá. Còn này là khoai tây nghiền. Cái tổng béo á. Cái này nó được lắm hả? Nó vừa ăn á. Không có sống lắm. Nãy cũng
kêu họ làm leader well á, là hơi hồng hồng thôi để ăn cho nó dễ, không có sống lắm. Ngon, giống như họ chỉ giống như cái mùi giống như là họ áp chảo rồi là qua lần nữa nghe cái mùi áp chảo, mùi khói khói người rất là ngon luôn. Cảm thấy giống như là họ không có ướp cái gì cho nguyên một con bò là chỉ nướng áp chảo thôi, ngon quá trời. Ngon. À, cái si bát á, nó gần giống như cá sai mình vậy đó, nhưng mà một cái loại khác nó dai hơn. Bắp à, một trái nhưng mà một bên là nướng, một bên là luộc, mà mọi người một bên là hấp ha. Và cuối cùng là hai vợ chồng quất láng luôn. Đồ ăn hôm nay rất là ngon. Yes. Kiss me. That's for you. Oh, thank you. Thank you. Anh thấy cái chân mỏi ghê. Còn ở đây là mấy cái phòng tập gym nè mọi người. Quá trời máy tập luôn nè. Trời ơi, mấy cái máy chuyên nghiệp không mua nha. Nhưng mà mình không phải là dân gym mà, cho nên mình không có hứng thú lắm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi hết cái video clip này của Diễm ha. À, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Bye bye.